Xin chào các bạn. Bữa nay rằm cho nên là nhà mình sẽ nấu một số món tương để ăn cơm ha. Mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Này là cái gì? Cái món Sáu bấu vậy đó hả? Thao cái này với nấm rơm với tàu hũ chiên thao, rồi tàu hũ chiên đó nấu canh với chả tre chả xéo nè, bên này là ăn tương thôi. Chả xéo, còn cái này á là xào sả ớt. Bây giờ chị hai đang chuẩn bị nấu canh chua chay. Cái gì? Chả xéo. Kêu vậy đó chứ ít có ăn, không biết, thường ăn ăn tàu hũ thôi à. Cũng tàu hũ ở trong nè. Ở ngoài là cái bao tàu hũ chi chép như dồn vô vậy đó, để cho ba chiên khi mình chả xéo về mình xắt xéo luôn. Này mình nấu me trái rồi. Đường vô.
Xào không vậy hả? Có bỏ hột gà không vậy không? Xào với xả thôi hả? Thường người ta ăn chay chuyên nghiệp, ủa lộn, không phải ăn ăn chay chuyên nghiệp. Ăn chay trường. Rồi thì người ta không có bỏ như là tỏi hay là những cái gia vị nó như hành hay là tỏi gì, còn mình ở nhà mình ăn cho nên là mình sẽ bỏ chút tỏi, có hành, có sả gì. Nhà mình chỉ ăn món tương thôi chứ không có ăn ăn chay trường. Năng chay, năng với nước mắm chay chứ không phải là nước mắm đựng trong bình. Thì đựng trong chay mà. Trong chay gót ra mà. Thì nước mắm chay. Nước mắm chay. Bé Quyên ăn với lại tép. Mình ăn ké bé Quyên luôn. Cha không quay con ăn này nữa. Cha nói bé Quyên là bé Quyên nó mất thải. Cha nói này. Hả? Cha nói cho con. Quyên là bé Quyên ăn mất thải. Nghe bé Quyên ăn bắp cải. Ăn thêm chị hai. Ăn kém đi. Mình ngồi cho ăn hai bữa cơm. Ngày hai bữa chứ gì. Ăn sáng chiều. Ngày phải thổi lửa ngày ba lần. Ăn cơm ngày hai bữa. Chị nói mình làm bữa ăn cơm với canh chua. Chua gì Quyên? Tâm chua có gà bé Quyên ăn ngọt thôi. Nêm á, chua. Nêm hả? Không thấy là điểm nữa. Đi đi vào nhà mày xuống. Nhớ mình sao? Mày sao?
giá hả? Ăn giá nhiều. Ăn đại cải đi. Không biết ăn cải. Lấy. Cả. Ừ. Cải là những thứ như cái cải à. Tới đó đêm nó gãi nha, ngứa nó gãi nặng trên trời thế nó gãi mà tao nói lớp nào cái lục lạc nó kêu len 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 rồi lớp nào đụng cái thì nó cọc 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 mày nói chuyện gan tét không lột vỏ anh không bỏ vỏ hết hả à? Quyền bỏ đi là đâu bỏ ngủ gác đầu trên trời thế vỏ anh xì trời ơi nó nhai vỏ gì được. Nó ăn phải lột chứ em. Cái này là thịt gà pha xả đúng không? Ừ, gà con xả. Nấu chiên gì? Chiên chùa. Mà chiên môn ta nấu đồ chay không? Mình cần phải nấu. Mình cần phải tốt. Là nấu sẵn rồi. Chùa mà. Sao thiết là điểm được? Không nghe máy phải ba? Cũng tìm à. Con điện mà không nghe máy luôn á. Ra bận máy. Bỏ người ta nó dẻo. Trời ơi. Bức thế này nó dẻo. Không lẽ chụp đám. Nếu không có liễn á.
Thôi em điện hồi sáng giờ hai con không chịu nấu thái rồi. Em nói là đi chụp đám á. Đi chắc là chụp đám rồi. Ông hứa ông xuống coi nhà, coi cửa gì đó mà. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nha.